Trước mắt các bạn đang là con quái vật gieo rắc nỗi kinh hoàng cho rất nhiều cờ thủ trên toàn thế giới. Phá kỷ lục top 1 thách đấu server Việt Nam, top 3 chung kết thế giới TFT, Á quân bóc bóc tournament và vô vàn những lần chạm trán cũng như bán hành cho thách đấu các khu vực Hàn Quốc, Trung Quốc. Vâng, dĩ nhân mà tôi muốn nói đến không ai khác chính là EB1, quái vật leo rank. Cũng giống như thời tiết, mỗi lần meta thay đổi là chúng ta lại phải làm quen và thích nghi. Nhưng với EB thì cứ như hắn ta đã được chơi meta mới trước cả tuần vậy. 6 trận top 1 ngay khi phiên bản mới vừa được cập bến, tin được không? Vậy thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu EB1 đã chơi gì trong 6 trận đấu đỉnh cao này nhé. Đừng quên nhấn nút like video, ủng hộ mình một sub trước khi chúng ta bắt đầu. Trận đấu đầu tiên đó là cổng không gian trang bị hoàn chỉnh. Jinx siêu sao được bắt về để sử dụng, có lẽ là do pun được búp ở phiên bản này. Chỉ có 2 mảnh trang bị được rơi ra, đồng nghĩa với lợi tức được đẩy lên cao. EB1 nhanh chóng tích lại cho mình 10 vàng lợi tức. Nâng cấp bậc vàng xuất hiện, trang bị Panora là không cần thiết nếu như không chốt bài. Tốt thí là một chiếc lõi eco tiền khá phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của EB. Nhưng anh chàng này đang muốn hướng tới chiến lợi phẩm, một chiếc lõi đòi hỏi phải có một đội hình mạnh. Tuy nhiên EBE lại đang chấp đồ, liệu đó có phải một quyết định sáng suốt hay không đây? Mở đe của cổng không gian và lấy về trang bị phòng thủ, trái tim kiên định. Sau đó thì up level 4 và sử dụng Kennen để kích được thêm 2 hộ pháp. Đối thủ sau đó thì hơi mỡ, trông ngấy thực sự với một con Tam Ken cầm vũ khúc tử thần cộng với cả giáp lửa nữa. Việc hạ gục nó là quá khó trong khi giáp lửa cứ thế mà thiêu đốt. Top 3 thế giới cũng không để đội nhà phải thua thiệt khi giáp lửa cũng được dành cho Pantheon và cả hai đang đua lì đòn. Con tướng nào đứng vững lâu hơn thì có lẽ chiến thắng thuộc về người chơi đó. Và Tam Ken còn được trang bị thêm một cái đai máu bởi đối thủ phía bên kia nữa. Senna đứng ở hàng sau, đây là một con tướng Senna 1, thế nên sát thương gây ra không phải là quá nhiều. Tam Ken vẫn lè lưỡi ra để cố gắng hạ gục Kennen, nhưng đó là một cú giật điện tốt để cầm chân. Jinx siêu sao được free shot và giữ khoảng cách tốt. Bây giờ thì overtime, khả năng nó sẽ đủ đam để hạ gục cả Tam Ken cộng với vị trí của Senna, và đó là chiến thắng dành cho EB. Cá nhân tôi thì không tin đội hình này có được những trận thắng dài, nhưng EB1 thì thừa hiểu được sức mạnh của đội hình, tự tin up cấp 5 luôn ở vòng 2.2, bổ sung thêm 2 đấu sĩ. Và đúng, thử thách đã đến, một cỗ lắp cuồng đao cộng với huyết kiếm, nhưng đây là siêu sao Pentakill và đối thủ phía bên kia chưa kích được mốc 3, thế nên lợi thế về cờ vẫn đang nghiêng về phía EB. Jinx bắn thẳng vào vị trí của Olaf và khoảng cách 2 ô là đủ để giáp lửa có thể khiến cho Olaf không thể hồi máu được quá nhiều. Kể cả khi con tướng này được trang bị huyết kiếm, lớp giáp ảo có lẽ đã được kích hoạt rồi, và đây là tuyến phòng thủ cuối cùng của tên đồ tể Viking. Jinx vẫn đang cố gắng trì trạc, số máu của Olaf tụt rất nhanh và bây giờ thì chắc chắn nó sẽ phải nằm xuống thôi. Kerry đã mất, đối thủ sẽ không còn gì để chơi với nhà của EB1, và đó sẽ là 3 trận thắng liên tiếp cho anh chàng này. 100 máu EB lấy về cho mình gậy quá khổ. 2 vệ binh được thay thế cho 2 đấu sĩ, quá là hợp lý rồi. Những sự bổ sung để hướng tới win trick, nhưng lần này đúng thực sự là hòn đá tảng khi 40 số trên 2 quyền năng được stack trên Olaf, và nó thực sự là bất trị kể cả khi có giảm hồi máu rồi. Từ sát thương cho đến chống chịu của vị tướng này đang là quá vượt trội so với những gì mà EB1 có thể gây ra bởi nòng súng của Jinx. Hơi đáng tiếc là ngọn lửa tạm thời sẽ chưa được nhìn thấy ở nhà của EB. Thua rồi thì làm sao vẫn đảm bảo được yếu tố giữ máu và lại tích được tiền nữa, nên EB cũng đã tính toán về việc swap những con tướng vệ binh ở đây để tích về cho mình 30 đồng. Thua 2 trận đến bãi quái, Âu cũng thêm được 1 vàng và không tiến hành đổi siêu sao. Có lẽ là EB đang muốn chờ đợi xem có trang bị để sử dụng Jinx đép tiếp hay không, hoặc đơn giản là đang thua thì không cần thiết phải đổi siêu sao, sẽ đánh cầu thua luôn. Và đây là những trang bị được rơi ra: xẻng, nước mắt, kiếm và váy. Chưa hết, vì nhốt đồ nên tân này trả nhiều, đó là thêm găng. Hướng tới sức mạnh phép thuật rồi, khi đó là crit phép cộng với Sojin tối ưu cho Jinx. Wow, ba loại công nghệ tiếp theo ở cấp kim cương. Và đầu tư kiên định thì không quá ngon, pháo đài bất hoại là một chiếc lõi khá ổn khi mà anh ta đang thiếu trang bị chống chịu. Nhưng ở đây EB đang muốn lấy về ảnh chiếu 3D bởi vì muốn sử dụng một bộ bài mới, một con tướng được bắp ở meta mới, đó là Lulu. Hiện tại thì Lulu 2 sao cũng đã có, vậy là quyết định cuối cùng đã được đưa ra mà không cần đổi lại hai lần lựa chọn kia. Trang bị cũng là phù hợp và tướng cống hiến cộng với một chiếc lõi đẹp sẽ mở ra một tương lai tươi sáng. Fan cứng được kích hoạt để Jinx tạm thời vẫn là một trong những con tướng gánh team. Vẫn ở trên cao nên EB cũng chẳng được lựa chọn nhiều vòng đi chợ, và lần này thì lấy về găng đấu tập. Up 7 khi trở về nhà với lượng lợi tức dư giả, Jinx sẽ là con tướng được bán đi để swap siêu sao. Cú roll đầu tiên thì đó là set siêu quẩy, nhưng quan trọng là Ahri là cặp bài trùng với Lulu ngon, và cái roll tiếp theo thì dễ vậy. Eco sẽ là vị trí đánh chặn tuyệt vời để thay cho Pantheon và kích thêm được rất nhiều hệ cho cái đội hình này. Đang cầu nên vẫn roll nhẹ thêm vài cái, bắt được thêm Eco 2 Na 2 sao ở đây, nhưng thực sự nó có cần thiết hay không? Ba Lulu 2 sao trông hơi mệt một chút, và đây là siêu sao thật sự. Nếu giả sử nó là Hyper Pop thì đó sẽ là những cái màn búp mana cho nhau, và những con tướng này sẽ lên kill là cực kỳ nhanh, vừa gây sát thương vừa hóa kẹo đối phương. Tham minh để chồng chúng vào liên tục là cực kỳ khó chịu đến từ ba tinh linh nhỏ bé đang đứng ở hàng sau. Đặc biệt với kỹ năng của Lulu là hoàn toàn có thể tấn công được carry của đối phương mà không cần quan tâm hàng thủ đã bị đục qua hay chưa. EB có thêm một tơn thắng. Đây rồi, mảnh ghép quan trọng đó là Nico vừa giữ được phần cứng
tiếng vừa triệu hồi ra sân KDA, quá đẹp rồi, hệ được kích full. Con Olaf này đã từng cắt đi trích của eBay, nhưng bây giờ thì mọi thứ sẽ được đòi lại ở trận đấu này. Không có kháng thì chắc chắn nó sẽ không có thời gian được chơi game nhiều đâu. Từ Eco với hiệu khống chế và chốt chặn an toàn ở phía bên trên cho đến ba lô ở phía bên dưới, liên tiếp triệu hồi ra những phép thuật để biến đối thủ thành kẹo, và đó là chiến thắng thực sự là áp đảo. Bãi quái tiếp theo trả về đó là giáp, là gậy cộng với cả đáy máu. Học theo một tuyển thủ nào đó ở khu vực Bắc Mỹ, đối thủ phía bên kia để Seraphine lên đầu để con tướng này có thể ăn đam và ra kill nhanh, nhưng đứng trước mặt Eco thì nó phản tác dụng rồi, bởi vì Seraphine đâu được chơi. EB thì tối ưu hết trang bị cho hai con Lulu ở phía bên dưới chứ. Seraphine kịp ulti được 1 đến 2 cái, sau đó dính ma thuật và bốc hơi một cách nhanh chóng, đối thủ không còn lại sát thương nữa. Lulu ở phía bên dưới là một con tướng đang cầm đồ hộ mà thôi, không có quá nhiều ý nghĩa, và bây giờ thì ngọn lửa đã được thắp lên. Ba loại tiếp theo có lò rèn khá ok để có được thần kiếm, nhưng hơi hên xui. Đồng lòng tranh đấu với sân KDA thì chưa bao giờ là quá ngon cả, đổi lại 1 và 2 và có lẽ chỉ có 3 là lựa chọn cuối cùng. EB đã không đánh liều đổi lại nốt mà lấy về. Ron rất chill bằng lợi tức thôi, Ron bằng chuột chứ không phải bằng nút D, và Lulu có đến 8 con rồi, Ron 2 cái ra Lulu 3. Ê, hình như là được slide vào xem livestream nó như này hả? Kai'Sa được bổ sung thêm vào, mốc KDA được nâng lên thành 4. Tuy nhiên nó sẽ không ngon bằng 5 thuật sư. Đẹp nhất trong tình huống này là có được Seraphine. EB thì đã có một bài rất khỏe ở tầm 4 chấm rồi. Còn đối thủ phía bên kia thì anh ta vẫn đang loay hoay trong việc đép máu và những con tướng cầm hộ trang bị mà thôi. Với hai Corki cộng với một con Tamken cầm 3 đồ lúc này là quá yếu trước sát thương đến từ Lulu. Một lượng trang bị là quá đủ đầy, không cần đồ hồi mana vì chúng sẽ tự hồi cho nhau với hệ tộc Hyperpop. Một chiến thắng là quá dễ dàng và không có gì phải bàn cãi nữa rồi. Tuy nhiên với việc sử dụng phân cứng thì vẫn sẽ có thêm Sojin dành cho Lulu và build lại một chút đồ cho vị tướng này san sẻ sang cho bớt Ahri phụ đam. Vòng đi chợ sau đó thì nước mắt là thứ mà EB có thể lấy về. Không tốn nhiều tiền để rôn tướng, thế nên dùng rỉnh tài chính mà lên 8 thôi. Lắp nốt ấn KDA với sẻ, vậy là quá đẹp cho một đội hình rồi. Ái chà, Senna 3 sao cộng với Chu Đam ấn ủng các thứ là đẹp đấy, không thể coi thường được sức mạnh của đối thủ phía bên kia đâu. Tuy nhiên tôi nhận thấy là hình như anh ta mới chỉ có được mốc 4 của Chu Đam thôi, thế nên sát thương chưa phải là quá dồi dào. Akali đứng ở phía bên này, khả năng sẽ dính hôn gió của Ahri và đó là những hiệu khống chế để cầm chân. Trong khi đó thì hai Lulu 3 sao thừa sức để hóa thú kịp thời cũng như là gây ra sát thương, cô lập lại vị trí của Sona và tiếp tục là chuỗi thắng 8 dành cho EB. Team biến dị cuối cùng trả về giáp, gậy quá khổ và đương nhiên không thể thiếu Dezen. Lulu cần giảm kháng để tối ưu lượng sát thương đầu ra và đó sẽ là váy để hướng tới nỏ sét. Sử dụng nam châm để build lại đồ cho Eco, trái tim kiên định, thạch giáp cộng với cả nỏ sét. Trong khi đó thì lượng trang bị phòng thủ còn lại sẽ nhét cho Nico. Nhìn thì cũng có thể đoán ra là Lulu khá sợ đội hình này. Đây là cuồng nhiệt và clear là khá nhanh. Khăn giải thuật giúp Jone được chơi game một cách thoải mái, cộng với Vego tiến vào với những đòn dập để gây ra hiệu ứng giảm hồi máu với quỷ thư. Jone tiếp cận được vị trí của hai Lulu và nhanh chóng lấy mạng nó. Eco, Kennen và Kai'Sa là những con tướng không thể nào làm khó được anh trai của Yasuo. Nó sẽ dùng thanh katana của mình để quét sạch thôi. EB chính thức bị dập lửa. Không roll thế nên có được Seraphine ở vòng đi chợ thì EB nắm lấy cơ hội này. Dù giao điện là hơi thừa nhưng mà nghĩ lại thì cũng có lấy được cái gì đâu. 5.5 lên 9 và còn dư hơn 50 vàng là đủ hiểu sự giàu có của EB ở trận đấu này. Thậm chí nếu muốn anh ta có thể lên thẳng 10, bởi vì bây giờ với 7 thuật sư thì sức mạnh của đội hình sẽ là hoàn toàn khác biệt rồi. Có chăng là vị trí của sức chống chịu EB đang hơi thiếu khi mọi thứ đang đổ dồn lên đôi vai của Eco mà thôi, và đây là một thuốc thử liều cao. Một con cá thớt đồ quá đẹp và Vego đồ không kém gì cả, nhưng Hắc Diệt Đế Vương nhảy thẳng vào giữa đội hình và ngay lập tức bốc hơi một cách quá nhanh chóng. Akali ấn là đẹp, đồ là đẹp, nhưng một sao không thể gây ra sự khó dễ cho những tinh linh tiên ở phía đằng sau, và cá thớt ulti không thể chết được những con tướng 3 sao và đặc biệt là số máu nhiều đến từ KDA. Với chiếc vẽ vàng thì đối thủ phía bên kia thực sự là cháy máy với rất nhiều những con tướng 3 sao và thậm chí cả set 3 sao vẫn đồng quê, thì Hecarim sẽ cực kỳ dày máu. Đương nhiên rồi, Samira đồ đẹp cộng với hàng tanh khỏe được phụ trợ thêm từ Vex nữa thì đó sẽ là sự áp đảo và clear hàng tanh một cách nhanh chóng. Bây giờ thì hai Lulu bị cô lập bị Hecarim nhảy vào, lưỡi hai xoáy để lấy mạng đi những cô tiên tí hòn, và EBE đang phải đánh những trận cờ caro. Dezen từ dòng ngàn tuổi thì Ahri đang thiếu nốt trang bị lớn cuối cùng, đó sẽ là crit phép quá đẹp rồi. Gặp lại người chơi Chu Đam lúc này đã là mốc 6 và có thêm cả Lucian 2 để phụ đam ở tuyến sau nữa. Ở lần gặp lại này thì sức mạnh của đối phương đã được thăng tiến quá nhiều so với lần trước. Tuyến phòng thủ vẫn là một trong những điểm yếu mà EB chưa khắc phục được, thế nên Eco bị ăn quá nhanh và Senna tiến vào. Sóng nhạc được bắn ra nhưng Lulu kịp hóa thú để cầm chân con tướng đó, sau đó thì Ahri hôn gió và kết liễu mạng của nó. Bây giờ thì anh da đen trả thù cho người vợ của mình hay không đây? Sát thương là chưa gây ra bởi vì bắn hơi đần và EB vẫn chiến thắng được nhà. Lên thẳng level 10 với 30 vàng khi lobby cũng chỉ còn lại 4 người và lấm chấm máu, EB quyết định là sẽ kết thúc ván đầu ở đây. Sona sẽ là mảnh ghép quá hoàn hảo để thay cho vị trí của Annie. Với việc ở level này thì tinh anh 5 vàng xuất hiện sẽ là rất nhiều, nhưng liệu rằng EB có muốn thay đổi nó hay không đây? Dịch được thêm vào sân để kích được bốc 2 của Hyperpop, còn siêu sao tinh anh thì khả năng anh chàng này đang phân vân. Gặp lại nhà Pentakill với 3 nguồn sát thương cực kỳ đều hề, nhưng tiếc rằng chúng lại bị counter bởi KDA bởi những con tướng nhiều máu. Carthus sẽ khó để dứt điểm, trong khi đó thì Vego luôn nhảy vào giữa
và phải là trung tâm của rất nhiều những nguồn sát thương từ Lulu, từ Ari, sát thương đến từ Akali thì chưa thể nào mà dứt điểm được hàng sau. Con tướng đó đành phải chấp nhận bỏ mạng, trong khi đó thì Carthus ulti lần tiếp theo nó quá đau, nhưng Lulu là con tướng còn sống và đó là hai chết đủ để tiện đối phương đi luôn. Vex cũng đã được dát vàng đến từ đối thủ phía bên kia, ở lần này gặp lại chắc chắn Hecarim sẽ rơi vào khoảng tầm 7-8k máu và đó là một sức chống chịu khổng lồ. Rapper Echo thì gần như đang phải đối mặt với rất nhiều fan hâm mộ vây quanh và với lượng sát thương khổng lồ đến như vậy thì con tướng đó đã bốc hơi một cách nhanh chóng rồi. Ugot tiến vào nhưng hôn gió đến từ Arim một đòn thôi, bốc hơi lên một con tướng 3 sao Lulu hóa thú là đẹp, tiếp tục là một đòn hôn gió để lấy nốt cái mạng của Samira và đó là top 1 dành cho IB với một hình 7 thuật sư Lulu 3 sao. Trận đánh đầu tiên ở meta mới top 1 luôn với một bài reroll chất lượng. Wow, vậy là một giáo án nữa thuộc diện dễ chơi dễ trúng thưởng được khai phá. Vậy thì 5 trận top 1 tiếp theo EB1 sẽ đánh gì ta? Cầu không gian của trận đấu thứ hai này là Sante siêu sao Hurt Steel. À ý tôi là Tinh Anh siêu sao Hurt Steel đã được bắt về và có được Afe để kích được 3 Hurt Steel ngay vòng 1.3. Lên xe rồng luôn sớm chưa? Trong trường hợp này thì ngồi thiền thôi nhở, túi đồ siêu hùng và khu dịch có lẽ sẽ là không cần thiết đâu. Những lượt đổi lại mang ý nghĩa thủ tục mà thôi. Cộng với phân phối tướng là cầu không gian thì việc lên được 4-5 vàng 2 sao sớm sẽ là dễ dàng hơn nhiều. Đánh lưu tích tiền ngồi thiền up level thì đó sẽ là những thứ rất thích hợp khi mà chúng ta sử dụng với Hurt Steel. Đép máu bằng 3 chết với 2 liên xạ, tích về được 10 đồng ngon chết. Thạch giáp là trang bị có thể tối ưu sớm được, cây cung để dư hướng tới những trang bị gây sát thương. Đối thủ đầu tiên chạm trán cũng là một người chơi rất yếu với 3 chết ở trong sân. Với chiếc lõi sống vội thì anh ta xả cạn tiền để sớm tìm kiếm được Jinba, có lẽ sẽ hướng tới một bài reroll với Pan. Vậy là EB đã có được chiến thắng. Đương nhiên với đội hình đó thì cũng chả thắng được nhiều, thua thêm 2 trận rồi đi chợ thôi. Vòng đi chợ này có kiếm là một trong những trang bị quá ngon với một con tướng 3 tiền không thể bỏ lỡ. Chịu rồi, cái thế nó đã như vậy rồi, xong game lại còn ủng hộ nữa. Cổng không gian tự trả ra một con John và cửa hàng thì có được set khi trở về nhà. Kỹ năng đã ao trình rồi, nhân phẩm cũng ao trình nữa thì ai chơi với ông này đây? Nâng tầm cuộc chơi là rõ nhưng mà Ebion ở đây lại lựa chọn xóa tiền luôn. Có lẽ là khi check bài, anh chàng này nhận ra được rằng đây, người chơi này là khá yếu và chơi chung, lo sợ sẽ mất đi 50% trái tim chỉ cái hũ. Đối thủ cũng là 5 Hurt Steel và anh ta cẩn thận là không lắp đồ, thế nên kiểu gì thì kiểu EB1 cũng sẽ có được lợi thế trước anh chàng này thôi. Và đó là quyết định đúng đắn. Nhưng hơi tiếc ở đây là EB lại không gặp anh chàng này, thay vào đó là một nhà khá mạnh khiến cho tuyển thủ đến từ clan SVM đã phải chịu thua đau. Vậy đã chỉ trả về đúng một mảnh kiếm BF, bổ sung thêm một chút ở đội hình để có thể dễ dàng đép máu. Ui Tinh Anh Midforja ngon chưa, nếu như không phải là Hurt Steel thì có thể xoay sang thẳng đội hình này. Gặp lại Pan ở đầu 3 chấm thì lúc này Jin đã lên 3 sao và có trong mình trang bị chân phá là cuồng nao nên EB cũng nhanh chóng ghép thêm dịch khổng lồ để dễ dàng đép đi một vài chết đến từ nhà đối phương. Giống y hệt ván trước, đó là 3 chiếc lõi kim cương. Đầu tư kiên định vào vương miện hắc hóa chắc sẽ không lấy đâu bởi vì chúng không ngon, nhưng cũng đã đổi lại chiếc thẻ thứ hai và 3 lựa chọn tiếp theo tôi thấy nó cũng không phải là quá tuyệt vời. Panora cũng sẽ có trang bị ánh sáng mà còn giúp cho chúng ta vẽ đồ, nhưng ở đây EB giải thích rằng anh ta không muốn chờ đợi bởi vì Panora nhiều khi chúng ta xào mãi vẫn không ra món đồ mình cần, còn với 5 lượt lựa chọn thì dễ tìm được trang bị phù hợp hơn. Quyền năng khổng lồ được lựa chọn trong kho thần tích để dành cho Afe ở tuyến sau. Nhờ thông thoáng cộng với lợi tức thì EB cũng đã lên được level 7 ở vòng 3.3 và cũng 1/4 thanh kinh nghiệm để lên 8. Trong quá trình đó thì đội hình anh chàng này sử dụng đép tạm vẫn có thể giành chiến thắng trước một vài nhà cơ, tức là lượng máu vẫn đang rất ổn với con số là 63. Chạy thẳng với cái váy khi là người được loot đầu tiên, có lẽ là đang muốn hướng tới một trang bị phòng thủ chăng. Một nguồn kinh tế khác là xóa tiền giúp cái tiến độ mà lên level của anh chàng này cực kỳ nhanh trở về nhà thì lại tự xuất hiện nữa cơ. Không phải là quỷ thư mà thay vào đó là nguyệt thần. Ý đồ đã quá rõ ràng rồi, nếu như theo dõi những giải đấu ở những ngày vừa qua, Z và Ezreal đang là đội hình top 1 TS và đây là một trong những cơ sở để hướng tới. Cho nên bãi sói thì EB cũng đã đạt được cấp độ 8 và dư quá nhiều loại tức. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn và hai cú roll thôi thì Ezreal tai to mặt lớn xuất hiện. Một sức cuốn hút làm sao mà có thể chối từ được chứ. Bãi quái lại trả về hơi nhiều trang bị phòng thủ. Ok à, cổng không gian lại trả thêm Ezreal kìa. Còn một hướng tới một con tướng 4 vàng 3 sao hay không đây, nhưng có vẻ như anh chàng này cũng đã bán đi một con SV1 trước đó. Bây giờ thì tiến hành roll để thay máu cho đội hình. Những vị tướng phụ như Midforter, như Bart hay Seth được update một cách rất nhanh. Tuy nhiên Z thì chưa có thêm và Zac thì cũng chưa thấy đâu. Cơ mà EB1 vẫn rất khéo léo để đảm bảo những yếu tố trong đội hình công thủ. Tạm thời đồ tanh để cho Seth là con tướng chống chịu khỏe nhất hiện tại trong đội hình đang sở hữu. Còn với Z thì đương nhiên quyền năng và huyết kiếm là những trang bị quá đẹp. Ezreal cầm dịch khổng lồ để phụ đam ở phía bên dưới thôi. Đội hình đã khá thất sủng được sử dụng bởi người chơi phía bên kia, đó là ban nhạc disco. Tanh của anh ta khá khỏe và đôi đi nóng dày, nhưng con Gragas cũng đã bị gục rồi. Ezreal kéo cùng và đó là loại bỏ đi hoàn toàn
tuyến phòng thủ của đối phương. Z lúc này cũng đã tiến vào và chắc chắn sẽ đổi mạng thành công. Chiến thắng dành cho IB kết thúc nhẹ nhàng với những nâng cấp bậc bạc và IB sẽ lựa chọn cho mình ý chí bất khuất khi những lựa chọn còn lại là không hề ngon nghẻ một chút nào cả. Bán đi Ezreal rồi và muốn tìm kiếm một con Z tinh anh, đương nhiên rồi, đồ cho Z đang là đẹp hơn ở trong trận đấu này. Giờ thì nhà thám hiểm sẽ phụ họa dành cho chúa tể bóng tối. Cảm thấy bài đủ khỏe thì sẽ dừng và không roll thêm, đương nhiên không quên chiếc lọi đầu tiên, bán sạch tướng để hướng tới level 9 thôi. Thông thoáng mà không lên 9 thì đánh được ai? Trích lời của top 3 thế giới. Xoay bài tự động đến từ đối thủ và anh ta có Ezreal đồ rất đẹp nha, thêm một cái bùa xanh nữa thì đây thực sự là một nguồn sát thương khổng lồ. Sona 2 sao nhưng không lo sợ vì đây là vị tướng không đồ. Nếu như đó là Ilao thì đội hình phía bên kia sẽ đẹp hơn rất nhiều, nhưng tôi nhìn thấy Zoric thì phải, con tướng này không có trang bị nên Z dễ dàng sẽ làm thịt nó. Quay trở về sân để cover, Kane xoáy là đau nhưng cũng bốc hơi sau cú đấm đến từ đại ca. Z vẫn đang tiếp tục tiến lên, phân bóng và clear đi đội hình của đối phương. Ezreal bay ra xa, Ezreal thả diều là quá tốt. Chúa tể bóng tối bốc hơi và sau đó là khung ánh sáng để kết liễu nốt Bitfor. EB chưa thể kết liễu được anh chàng này trong, đáng tiếc vẫn kẹp được Hurtsteel nên cứ thoải mái mà xóa tiền thôi. Lần này nó trả về sách ấn luôn mà. Mở ra, ấn Chudam là ngon để giúp cho Kiona có thể kích được nội tại hào nhoáng. Nhà này có vẻ đen khi mà 4.3 tiền thì cũng đã xài khá nhiều nhưng Jone mới dừng lại mức 7 con thôi. Đồ thì khá đẹp, có lõi roll nhưng chưa thể lên được 3 sao ở turn này, tôi đánh giá là một turn roll thất bại và đương nhiên một trận thua là không thể tránh khỏi trước nhà của EB. Tiếp tục hướng tới kiếm BF, có lẽ là do Ezreal chưa có trang bị. Cơ mà nhà dư váy chứ không phải dư găng, vậy nên đó sẽ là huyết kiếm cho Kiona để kích được nội tại. Sau đó thì Zac cũng đã xuất hiện để mà kiện toàn đội hình hơn với EDM và đấu sĩ. Một form đội hình đẹp đến từ người chơi phía bên kia nhưng để ý đi, tất cả chỉ đều dừng lại ở mức 1 sao. Thế nên chắc là tôi sẽ skip nhanh cái nhà này. Sống vội làm gì bạn ơi, roll được đúng con Jinx 3. Bây giờ thì sao đây, Amumu chưa lên rồi, Twitch chưa lên rồi, Vex chưa lên thì chắc chắn sát thương sẽ là khá thiếu hụt. Z đục qua hàng tanh một cách quá dễ dàng. Và đây là quyền năng ánh sáng nha, nên một khi đã tích được 25 số thì đây sẽ là một lượng sát thương khổng lồ cộng với chống chịu thoải mái để cho Jinx có thể bắn phá. Seth vẫn còn đang đứng, Z tìm đến đúng mục tiêu, một gạt hai gạt và đó là những màn chọc quá đau đến từ chúa tể bóng tối. 3 trận thắng liên tiếp cho IB. Hai mảnh của áo choàng bóng tối được trả về bởi bãi quái là khá đẹp nha. Dành ra một chút tiền cộng với thông thoáng trước đó để lên 9 kẹp thêm Zik là quá đẹp để có thể kích thêm hai hệ, vừa là tuyệt sắc vừa là hyper pop, mở Dezen và lấy về kiếm BF và đúng là áo choàng bóng tối và thêm cả móng Sterak dành cho Kiona nữa. Bây giờ thì 9 hệ được kích, thế nên Ja sẽ búp rất nhiều sát thương cộng với sức chống chịu cho đội hình. Đổi đồ rất nhanh dành cho Zac. Ui, nhà này đồ đạc các thứ form giống y hệt nhà xoay bài tự động khiến tôi tí nữa thì nhầm, nhưng đây thực sự là một con Ezreal quá nhiều nguồn sát thương. Cây cung ánh sáng sẽ cực kỳ đau và hoàn toàn có thể kết liễu được một nhóm đứng đằng sau của EB và đúng là như vậy. Bốc hơi là hoàn toàn, Z vẫn còn sống để xỉa vào hàng tanh nhưng đó là một con tướng chống chịu tốt. Ezreal bị focus vào, con tướng này nhảy đi nhưng nhảy không quá xa. Bây giờ thì cung ánh sáng nó quá đần, một cây cung không trúng ai cả. Z di chuyển thông minh để né đi những sát thương chết chóc. Bây giờ tìm đến được vị trí của Ezreal và một chọc để kết liễu con tướng đó. Đây là một đội hình không bao giờ bị giới hạn sức mạnh bởi vì luôn luôn kẹp Hurtsteel, bạn luôn luôn có thêm lợi tức, có thêm những chiến lợi phẩm đến từ ban nhạc trái tim. Đây mới là đội hình chết hụt mà EB muốn sửa sai này, nhưng bây giờ anh ta đã nâng cấp chúng lên Exodia khi quá nhiều tướng 5 vàng 2 sao trong đội hình, thực sự là đáng sợ. Đương nhiên nguồn đam sẽ là hơi thiếu hụt khi phụ thuộc hoàn toàn vào Ezreal. Một cú bắn cung ánh sáng là khá tốt để loại bỏ những con tướng hàng sau. Kiona phải bỏ mạng lại rồi, Z vẫn cố gắng được chơi, nó đang chọc một cách tích cực để clear đi những con tướng nhưng đây là Zoric 2 sao chống chịu nó quá trâu. Ezreal được bắn một cách thoải mái, chớp thời cơ với cây cung ánh sáng này lại khiến cho EB một lần nữa phải ngậm trái đắng. Như đã nói thì TF đã thất sủng từ rất lâu rồi. Nếu như ở meta trước thì đây hoàn toàn là một đội hình có thể hướng tới vị trí trong top 4. Một con Zac tanh là quá cứng cáp cộng với TF ở phía sau có cho mình lượng trang bị ổn, có thêm cả Sona búp tốc đánh nữa, nhưng tất cả đều là vô nghĩa trước những sát thương đến từ lưỡi kiếm của chúa tể bóng tối. Tanh châu đến mấy cũng bị dốc thịt thôi và những con tướng tiến sau khi mà không còn gì để che chắn thì đó sẽ là kết liễu của Aatrox. Thêm một áo choàng bóng tối nữa được quái vật leo rank nhặt về ở vòng đi chợ 5.4. Cổng không gian trả về thêm Zik, lúc này thì EB cũng đã hồi lại một lượng kinh tế dư giả rồi, hoàn toàn có thể roll để nâng cấp những con tướng cần thiết trong đội hình lên 2 sao và cũng có thể bỏ Hurtsteel thay thế những vị trí yếu ớt. Qunna được update quá là chất lượng trong cái đội hình này. Những con tướng còn lại thì đang dừng lại ở mức đôi thông thôi. Thresh 2 thay vào vị trí của ai đây? Nhà TF này chiến chưa? Cũng đã lên 9 rồi. TF đồ ổn và cộng với Zoric 2 sao cầm bốc đồ và đây là Doni nên chúng rất đẹp về mặt trang bị. Hàng tanh của phía bên kia phải nói là cực kỳ chất lượng, có thêm cả những sự phục vụ đến từ Ilao nữa cơ mà. Nên TF cứ thoải mái đứng ở phía sau mà gia tăng thêm tốc đánh đi từ cuồng đao và lia bài ra thôi. Nhưng liệu có thể dồn đao được vị trí của Z hay không? Đây hình như không có giảm hồi máu khiến Z có thể hồi phục lại quá tốt. Di chuyển thông minh và nhắm thẳng lưỡi kiếm của mình vào thân bài, kết liễu đi sinh mạng của con tướng đó và vẫn là chiến thắng. Trời ơi, bây giờ TF nó yếu đến vậy sao? Ấm thử một chút nào, nếu lấy nốt cái hòm Hurtsteel kia thì sẽ thay vị trí của Jin cộng với cả Lucian vào sẽ là cực kỳ đẹp. Ồ, gặp lại Yone khi đã 3 sao rồi và đó là 40 số trên quyền năng nếu con tướng này đủ tích, nhưng đương nhiên không có kháng thì tạm thời nó sẽ bị cầm
chân bởi Zac với những đòn đẩy đẩy và gây hiệu khống chế. Còn ở phía bên này thì Z có vẻ như đang đuối thế hơn trước Hắc Diệt Đế Vương, và cả hai thì đều đã bốc hơi rồi. Kiana còn sống, nó dọn dẹp đi con tướng đứng ở hàng sau, và đây sẽ là cuộc solo tay đôi khi mà Yone đổ đẹp như thế này. Kiana làm được hay không đây? Những cú quật đến từ cái vòng này là khó chịu nha. Hiệu khống chế và đam thì không hề nhỏ, vẫn là chiến thắng dành cho IB. Xóa tiền tiếp thôi chứ còn gì nữa. Vòng 5.7 thì nó trả về một cái cốc và hơi vô duyên nhở. Thôi thì đằng nào cũng thay, đó là Jin và Lucy như đã ướm trước đó. Số tiền này đủ để nâng cấp đội hình bởi vì đôi thông cũng khá là nhiều, từ Lucy cho đến Jin, và anh da đen thì cũng đã được tiến hóa. Senna thay vào để kích nhiều hệ hơn với Chu Đam, với cả liên xạ giúp Lucy có thêm được tốc đánh. Thêm tốc đánh thì sẽ là thêm đạn, và thêm đạn thì là thêm sát thương. Lấy về bùa xanh và dành tất cả những trang bị thiên hướng phép thuật cho Zeke thôi. Đây là mệnh tướng 2 sao, trong khi đó thì trang bị mà Ezreal thửa lại sẽ dành cho Lucy. Quá nhiều nguồn đam được thêm vào rồi, tanh thì vẫn cứ là ok với một con Zac đang nảy như phía bên kia không đơn giản với Sona 2 sao 2 cuồng đao. Ezreal với đồ đẹp và một nguồn đam là Z đã bị ạ gục rồi, nhưng Kiona vẫn còn sân chơi, vẫn đang được gây ra lượng sát thương. Cung ánh sáng là không đẹp và Lucian vẫn sống, sát thương được trả lại là chưa nhiều. Lucian bốc hơi nhưng Kiona làm tốt nhiệm vụ. Một ván đấu nữa mà cô nàng lắc vòng mang về chiến thắng cho EB1. Đồ được khách về thì tôi ưu cuồng đao cho Lucy, như vậy là quá đủ rồi, bốn nguồn đam đòi hỏi gì nữa. Được gặp bóng, còn hai người chơi còn lại có lẽ sẽ tranh giành với nhau những vị trí top 2. Đủ tiền lên 10 rồi, đương nhiên là không quá dư giả về lợi tức, nhưng thêm được Lulu là cũng thêm được một chút sức mạnh dành cho đội hình. Gặp người, EB1 đã chủ động để Kiona trước mặt của Yone, và đó là một pha xếp bài quá tốt. Anh trai Yasuo à, đồ đẹp nhưng có được chơi hay không đây, khi Kiona liên tiếp là những cú hất tung khiến cho Yone bị đứng im tại chỗ, và thậm chí là sát thương gây ra là quá lớn. Ba lần dùng vòng thôi thì Yone bốc hơi, và đó là trận thắng nguyên nhà. EB tiện anh chàng này lên bảng điểm top. T1 Faker lấy về Sojin, EB lấy về thêm trang bị phòng thủ. Kên thay Lulu thì có thêm một mốc tập hệ này, Ya sẽ lại búp thêm sức mạnh dành cho đội hình thôi. Bài của Faker không phải yếu nha, nhưng anh ta không có nhiều sát thương, tất cả phụ thuộc vào vị trí của Ezreal thôi. Còn phía bên này từ Zeke, từ Lucy, từ Kiona, từ Z là quá nhiều những mũi nhọn tấn công. Hạ gục được con tướng này thì có con tướng khác bọc lót, thế nên là rất khó để dành cho một con Ezreal có thể gồng gánh được, kể cả có được sự búp sức mạnh đến từ Sona 2 sao. Và đó là chiến thắng và cái top 1 thứ 2 cho EB1 trong meta mới với đội hình top 1 TS Z, Ezreal, Hurt, Steel. Trời ơi, toàn mang đến giáo án chất lượng như thế này thì chỉ cần xem một video này là đủ nắm được cái meta rồi đúng không ạ? Tiếp tục đến với trận đấu thứ 3 nào. Cổng không gian ở trận đấu này là gói trang bị hỗ trợ, mở luôn và lấy về dây chuyền chiến thuật Banshee khi đang có Olaf siêu sao. Đương nhiên đây là một vị tướng đẹp quá ngon ở trận đầu game, và dây chuyền thì cực kỳ phù hợp khi mang đến kháng hiệu ứng. Ui rồi ôi, ra cái lõi này thì mọi ý đồ đều phá sản thôi, đã có set chờ sẵn rồi, kẻ cắp trái tim mang về được cả Sante, được cả Aphelios nữa, đương nhiên sẽ là ba Hurt Steel và lại lên xe rồng. Một lần nữa thì diệt khổng lồ được tối ưu sớm. Bài như thế này mà không đánh win thì hơi phí. Đương nhiên là với Hurt Steel chúng ta vẫn muốn đánh lưu để tích số, nhưng ở trước cái vòng mà chúng ta có thể nâng tầm thì chúng ta cứ win đi, sau đó nâng tầm chúng ta đánh lưu cũng được, không sao cả. Ui, bài công hiến thế này đúng là được đại đế xem like, thần tài gõ cửa. Ba game đấu nó cứ gọi là tự ra ấy, bú thực sự. Chết dở. Người chơi này thì hơi khỏe với sứ mệnh hộ tống, có được một cái khiên mang về sức chống chịu cộng với tốc đánh cho những con tướng hàng sau nữa, cũng là Olaf siêu sao và có cả giảm giáp đến từ Nguyệt Thần, thế nên mọi thứ đang có vẻ là áp đảo và nhỉnh hơn anh chàng EB ở phía bên này. Một trận thua là hơi đau rồi. Được rút sớm một turn, EB lựa chọn cho mình đai máu. Ý đồ đánh win đã bị phá hỏng, thế nên đã thua thì không cần phải giữ tinh anh nữa, bán đi để lấy về cho mình 20 vàng, với việc là hướng tới chuỗi thua sẽ là ok hơn. Nó phải là như này này, phải là nâng tầm, bởi vì trận đấu này thì có vẻ như không có ai yếu hơn EB1 cả. Yên bình đến bãi quái và mảnh trang bị đầu tiên là váy, thêm một mảnh nữa và cuối cùng là găng đấu tập. Đồ hơi Sida nhở. Ê, từ từ nhá, nhưng mà 3.2 lõi bạc à, phải roll đấy. Và để tìm kiếm xem có khổng lồ hay không, nhưng câu trả lời lại là không, hơi tiếc. Thôi thì cường hóa là hợp lý nhất rồi, bởi vì Hurt Steel thì nhiều đồ mà, chia đồ ra thì cường hóa sẽ là ok. Phải nhặt đồ công ở vòng đi chợ thôi, đối thủ là quá nhiều ở nhà rồi. Nâng tầm 2 lần chứ còn gì nữa, 55 máu là quá nhiều với EB1. 304/400 số rồi, cái hòm kia càng ngày nó càng bất ổn và muốn nở lắm rồi đấy. Bại quái thì trả về kiếm BS cung gỗ, nước mắt. Một lần nữa EB sử dụng chiến thuật đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn khi up luôn cấp 8 ở vòng 4.1, bởi vì anh ta hiểu được rằng cái hũ kia sẽ mang về vàng thôi, thế nên mình cứ xài trước đi, tìm ra được những con tướng siêu sao ngon nghẻ thì sẽ là đi trước đối phương một bước. Ôi rồi ôi, tiếp tay cho người nghẹo rồi, Yone siêu sao Hurt Steel và đó là mốc 5 ha. Phải khéo léo tính toán đấy, bởi vì trông nhà này cũng không quá khỏe đâu. Cơ mà có vẻ tôi lo hơi thừa, bởi vì EB vẫn thua quá nửa đội hình của đối phương. Cá nhân tôi nghĩ là cần một lõi combat thật mạnh ở giai đoạn late game này, tuy nhiên đổi lại 1 và 2 thì chưa có chiếc
lõi nào trông có vẻ là thơm lắm. Bạn bè phương xa ư, có thể sử dụng được với Z và Edrew hay không? Hạn chế trong việc xếp bài có lẽ là lý do khiến EB đỏ lại, và những người bạn nhỏ là chiếc lõi duy nhất có thể lấy về trong ba sự lựa chọn cuối cùng. Chuỗi thua 10 với số máu rất thấp đây này. Điều đó chứng tỏ là EB phải có một tinh thần thép và có một khả năng xoay bài quá nhanh. Đến thở xem nào, gần 1000 số, và đây sẽ là câu trả lời từ Hurststeel. Rất nhiều trang bị ánh sáng cộng với đe rèn, 32 vàng, cần phải nhanh tay và vừa phải cộng thêm cả may mắn để tìm kiếm những con tướng phù hợp giúp cho đội hình mạnh lên. 15 máu không phải là số máu an toàn, anh ta bỏ qua Poppy siêu sao rồi. Lulu thật sự không phải là ngon đâu, đang cho vào trong sân những con tướng da và tai to mặt lớn, đồ vẫn còn đang dư ở trên sân bởi vì chật hàng chờ rồi, phải tối ưu ngay. Đó là vô cực cho Ezreal, trông hơi lủng rồi bởi vì Ezreal thì một mà phụ đam thì chưa có. Zeke là một trong những phương án có thể thay thế cho Z trong việc cầm đồ chăng, hoặc là sử dụng vị tướng này luôn nếu như không có Z. Cuồng đạo ánh sáng này cộng với quỷ thư là đẹp rồi. Còn Ezreal đang cầm vô cực với diệt khổng lồ, lấy về thêm đó là thánh kiếm mana gen, phía bên kia là một con Seraphine 3 sao, nhưng con tướng này chưa có đồ hồi mana nên tốc độ ra Q là chậm. Vẫn sẽ là một turn đấu có thể coi là may mắn khi mà Ezreal đã bắn cung ánh sáng và cờ lê được khá nhiều. EB có thể để thua 3 chết trước đối phương, nhưng 15 máu thì chưa phải đi, nhưng không, đó là chiến thắng cờ. Vẫn hướng tới Z khi ở turn chọn đồ này, lấy về được quyền năng từ đe rèn và cộng thêm một trang bị hỗ trợ để mang về tốc đánh cũng như sức phòng thủ. Ngay sau đó là vòng đi chợ và anh chàng này hướng tới Y Lao. Trời ơi, quá cần thiết cho đội hình này trong cái vấn đề chống chịu rồi còn gì. Ít cũng phải 3 round nữa để có thể có thêm vàng từ Hurststeel. Với lợi tức còn lại thì rất có để tìm kiếm Ezreal 2 sao. Một sự bổ sung chất lượng ở trên tuyến phòng thủ đó là Y Lao. Còn ở đây thì Sojin được tối ưu thêm cho Zeke, và nó cùng với Ezreal 1 sao là những con tướng cần phải gồng gánh lượng sát thương cho cái đội hình này. Qiyana được cầm cuồng đao và huyết kiếm, những trang bị quá quen thuộc dành cho Z. Tiếc là không có Nico nào khi đang có được đối thông. May mắn, đây tiếp tục là một nhà chưa mạnh khi anh ta chấp lõi, anh ta vẫn chưa lên được mid 4 3, hai Nico vẫn đang để chờ ở trên sân, và những chiếc lõi combat của anh chàng này thì không hề có nha, toàn là những chiếc lõi mang về trang bị mà thôi. Thế nên đây vẫn cứ là lợi thế áp đảo về lượng tướng chất lượng với những con tướng 4 đến 5 vàng, cộng thêm những người bạn nhỏ thì lượng sát thương là nhiều nha. Có đôi thông thì với chút tiền ít ỏi đương nhiên vẫn muốn roll, tuy nhiên Ezreal và Qiyana vẫn chưa chịu ló mặt ra. Còn đối thủ tiếp theo hãy cùng xem là ai đây. Một nhà reroll nữa, Samira đồng quê nhưng chưa lên được 3 sao, thay vào đó anh ta sử dụng Katarina 3 không đồ cho cái đội hình này à? Cảm giác nó cứ sai sai sao ta ơi. Chắc chắn là sức mạnh không có quá nhiều rồi. Cảm giác đội hình của đối phương thì như những con quái lớn để cho EBE farm thôi. 3 trận thắng liên tiếp và cái thế comeback càng ngày nó càng hiện rõ ra rồi. Quái trả về đai máu, sau đó sẽ là những mảnh trang bị như là nước mắt, đe rèn và váy. Có vẻ như quá nhiều Z rồi, quyết định là không đánh Z nữa luôn, mà thay vào đó là giữ nguyên cái form này. Poppy siêu sao được bắt về để gia cố cho tuyến phòng thủ, nhưng để làm được điều đó thì nó phải có đồ, và vị trí được thay ra đó là Qiyana với quyền năng và huyết kiếm là những trang bị quá đẹp dành cho kẻ giữ búa này rồi. Rèn lại trang bị để tìm kiếm lại những mảnh ngon hơn. Ôi, đồ thủ lại đang quá cần thiết chứ. Có luôn một cái giáp máu cộng với mũ thích nghi dành cho Y Lao ở phía bên trên. Đứng 3 sao, đồ rất chuẩn đến từ đối phương. Nhưng bây giờ khi mà hàng tanh đã có sự chấn yểm đến từ Poppy, đến từ Y Lao thì nó cũng phải vất vả để có thể đục qua, thậm chí là chưa thành công thì đã phải bỏ mạng lại rồi. Đây rồi, trái ngọt cũng đã đến, xóa tiền thôi, và đó là rất nhiều vàng được thêm vào dương của bạn thay qua những con tướng. Ui, nhà này cũng kiểu là Hurststeel này và rất nhiều bốc đồ nha. Nhưng cái tuyến gây sát thương của anh ta thì không khác gì EB cả, nó quá bé nhỏ. Nhưng vấn đề là EB nó chất lượng hơn rất nhiều, từ trang bị, từ chất tướng, từ lõi nữa cơ. Hàng tanh của anh ta cũng không thể đọ lại một con Poppy siêu sao với đồ đẹp như thế này, cộng với cả Ilaoi nữa, chắc chắn sẽ là một trận thua của đối phương. Và EB nghiễm nhiên thắp lên ngọn lửa win trick. Vòng đi chợ thì hướng tới Ezreal thôi, ở nhà đã có cặp mà. Xóa tiền lần tiếp theo, càng về những cái round sau này thì đương nhiên chất lượng hòm nó sẽ ok hơn rồi. Vàng là rất nhiều nha, cũng là lúc mà EB đủ tiền để lên 9 và đổi siêu sao, thì nên Poppy đã được bán đi. Kết thúc con rồng ngàn tuổi thì Z siêu sao cuồng nhiệt xuất hiện, nhưng bây giờ không cần nữa rồi, quá muộn cho sự xuất hiện của vị tướng này. Bài đã rất mạnh rồi, thế nên bây giờ tội gì mà chúng ta không tham vọng một vị tướng siêu sao ngon. 2% nếu như may mắn có Lucy, hoặc đâu đó là Zeke, hoặc đâu đó là những con tướng như Ilao hay Zoric đều ngon nghẻ cả. Gần một nửa số tiền được sử dụng, những siêu sao hoàn toàn có thể kẹp với đội hình này thì EB đều bỏ qua hết. 5 vàng cũng chưa ra nhiều đâu nha. Chúng ta có thể thấy là Ilao 1, rồi Zeke 1, rồi Zoric 1 vẫn đang tồn tại ở trong sân. Lên được Afe 2 thì cũng chỉ là con tướng râu ria thôi. Số tiền vơi đi, nhưng EB cũng chẳng update được quá nhiều sức mạnh dành cho đội hình. Tôi đánh giá là một turn roll thất bại rồi. Mở đe rèn và lấy nốt cái giáp máu dành cho Zoric thôi. Chấp siêu sao nhưng đây là cái bóng, thế nên chiến thắng cũng khá là dễ dàng. Ezreal xuất hiện có khi nào sẽ là một Ezreal 3 hay không đây? Nhưng câu trả lời đã có khi anh chàng này bán đi còn Ezreal 1 sao và tiếp tục tìm kiếm những vị tướng 5 vàng 2 sao, nhưng không hề có. Không dùng Jin vào đấu này nên bán nó đi, thêm được 5 vàng để roll Lucian xuất hiện thay vào, chúng ta có 3 ra.
Ui, anh chàng phía bên kia cứ như có đôi đống giày. Lucy đồ đẹp thực sự, Edwin đồ thế này mà bắn một phát thì Zeke chắc là không thở được đâu nha. Chốt trận mang tên Ilao kia bao giờ mới hạ gục được đấy. Trông đúng thực sự là kiên định với cái trái tim rát máu cộng với huyết kiếm luôn. Đối thủ được chơi game một cách thoải mái đến từ những con tướng gây sát thương ở hàng sau. Chất lượng đội hình nhỉnh hơn hoàn toàn, có lẽ sẽ khiến cho EB1 phải ngậm cháy đắng khi anh ta còn 15 máu, nhưng không, đón một phát đáp tốt đến từ Zeke. Một quả bom mà clear hoàn toàn đội hình của đối phương, thực sự khủng khiếp đến từ con tướng một sao. Zeke được búp, Hyper Pop được búp, anh em biết đâu là vị tướng năm vàng mạnh nhất rồi chứ. Một bài reroll mới, mạnh. Một bài gọi là top 1 TS và một con tướng 5 tiền mạnh nhất meta. Ba giáo án không giống nhau mà đều là chất lượng như thế này thì chắc là hết rồi chứ nhở. Thế mà vẫn có những trận đấu top 1 tiếp theo, cùng xem nó là giáo án gì nhá. Tăng tốc tướng là cổng không gian của trận đấu này. Ờ, lại nữa, lại 1.3 ra luôn siêu sao Hurt Steel nữa. Ê, cái tên này có căn hay sao mà ra Hurt Steel nhiều ta? Ui, vượt trội có lẽ là bỏ qua rồi. Chiếc lõi luôn luôn đánh vào một nửa nội tại. Nhà tài phiệt hợp lý này, đánh Hurt Steel chuỗi thua thì nhà tài phiệt tích tiền luôn một thể. Cường hóa siêu công nghệ thì sau này mới dùng được. Còn nhà tài phiệt nó là một cái nền móng để chúng ta phát triển đội hình về sau, ok hơn chứ nhở. Đằng nào cũng chưa đủ 3 Hurt. Ở đây đủ rồi, chọn xong chiếc lõi thì có được luôn Aphelios và kích cho nó hai liên xạ. Hai cái gậy với cái giáp thì Vương Miệng Hoàng Gia là trang bị ngon nhất được tối ưu rồi, găng để phụ cho những cái trang bị tấn công thôi. Tuy nhiên bài không có đam nên cũng chỉ đép được một chết thôi. Thua ba round 82 máu là rất đẹp nhá. Sau đó thì vòng đi chợ có tướng 3 tiền cầm kiếm. Xóa chứ còn gì nữa, không hiểu bài nào yếu hơn bài mà EB1 đang sử dụng luôn đấy. Hai con tướng ở trong sân thôi. Bãi quái trả về một cái váy, lại là lõi bạc à? Ê, phải đổi lại hết đấy. Có khổng lồ hóa thì bú luôn. À đây rồi, rôn cãi đầu tiên, thực không cần phải nghĩ nữa. Ui, trận này EB bán máu thì phải gọi là siêu sâu. Có luôn Jone ở đây rồi, chờ đợi một con set nữa thôi. Một cây kiếm nữa được dị nhân leo rank này nhặt về, nhưng đã bị hớt tay trên bởi một người chơi khác. Đó chính là đại đế Sly. Nhớ cái mặt đấy, lấy về tạm cây cung gỗ vậy. Nãy 50 năm máu còn nâng tầm thì bây giờ 66 máu, tội gì mà không nâng tầm. Đương nhiên vẫn phải check kỹ rồi, xem có ông nào kiểu yếu hơn bản thân mình hay không. Ngon, vẫn là nâng tầm thôi. Bãi quái trở về găng, về cung, lì xì thêm một ít vàng nữa. Với tiền từ chiếc lõi đầu tiên thì quá là dư giả để mà lên 8 ở vòng 4.1 này. Có Ezreal để kích 5 Hurt Steel luôn. Kiona thay vào, đương nhiên không thể thiếu trong những đội hình Exodia. Đánh vật lý thì đổi lại gậy quá khổ thôi. Lò rèn cũng không phải là quá ngon đâu nha. Trang bị thì quá nhiều đến từ Hurt Steel rồi. Tương tự với cái cọc hơi phế, trang bị hỗ trợ là không cần, đổi lại hết thì có lẽ không phải hôm nay là chiếc lõi mà tôi cảm giác là ngon nhất, bởi vì mang về áo trong bóng tối giúp Kiona sau này hoặc là Z sẽ có được sự an toàn. Mới chỉ rôn nhẹ nên việc ăn đấm đau là dễ hiểu. Gần 500 số là tạm ổn rồi. Vàng đâu đó ngót nghét gần 100 ở cái level 8 này. Thậm chí là nếu như đỏ còn có thể rôn được một vị tướng 4 vàng 3 sao luôn đấy chứ. Z cũng đã xuất hiện rồi, có được carry. Bây giờ câu chuyện chỉ là bổ sung thêm tuyến phòng thủ để Z được chơi game mà thôi. Eco được thay vào, vừa kích được Chu Đam, vừa đảm bảo đi vị trí chống chịu. Đồ ánh sáng là găng công lý thì nó lại tuyệt vời dành cho con Z này quá. Đối thủ ở round đấu tiếp theo chưa có carry, thực ra là có rồi, nhưng mà Ari 1 sao thì cá nhân tôi nghĩ là không tính tiền. Z có áo trong bóng tối thì chả sợ con tướng này hôn gió đâu. Đập lại trang bị ánh sáng còn lại thì đó là áo trong hừng đông, nhưng lắp áo trong bóng tối thường cho Z mất rồi. Hơi đáng tiếc, chắc là phải dành trang bị này cho con tướng khác thôi. Ezreal với cái cụ ánh sáng kéo rất đẹp. Z bị à gục rồi. Có vẻ như là khi hiệu ứng ám long bật lên khi tôi khen nhà của EB1 thì phải 3 đánh 1 không chột cũng què nha, nhưng không, đó là pháo hóa thú và kết liễu luôn một lúc 3 mục tiêu EB1 để thua con 7 máu. Nhặt thêm kiếm ở vòng đi chợ 4.4, từ nãy giờ EB1 chỉ hướng tới mấy cái kiếm thôi. Xả tiền cạn thôi, không đi bây giờ, và số tiền EB1 không roll mà thay vào đó up cấp với 10 vàng. Và 10 vàng thì làm được gì ở level 9 đây? Roll được một con set cho vào trong sân cũng mang ý nghĩa chống chịu mà thôi. Poppy được bổ sung với siêu quẩy để giúp cho những con tướng này trâu bò hơn. Áo choàng cho Kiona và vô cực cho Z. Sự xuất hiện của hai con Poppy với lần roll tiếp theo thực sự là cứu cho EB1, bởi vì nó bổ sung vào vị trí tuyến phòng thủ. Gia cố được hàng tanh thì Z được chơi, và đây là một nhà khá lì với một con Olaf diệt khổng lồ quyền năng với kháng hiệu ứng. Pentakill cũng đã được kích đầy huề. Z không bị cản trở bởi những mục tiêu ở góc phải bởi chúng quá yếu. Bây giờ thì mọi nguồn sát thương đang được đổ dồn vào con Olaf này, làm sao nó chịu được đây khi bùa đỏ ở Ezreal cũng đã gây ra hiệu ứng giảm hồi máu. Đấm nhẹ đại đế cái tranh đồ à, chấp nhận bỏ ra vì cũng chẳng kích được nhiều. Thay vào đó Zac để kích được hai hệ, vừa đấu sĩ vừa là EDM. Một nhà cũng đi lên từ Hurt Steel, nhưng bằng cách thần kỳ nào đó với setting anh thì anh ta lên hẳn 3 sao. Trong khi đó thì phía bên dưới với Jin, với bùa xanh, với vô cực là đẹp. Tính ra con set này không phải là tồi đâu nhá. Nó lên 3 sao nó tanh khỏe thì Jin cũng sẽ được chơi, Ezreal hay là những con tướng khác trong đội hình này nếu như có đam thì đều sẽ được chơi game một cách thoải mái. Tuy nhiên là lượng đam chưa đủ, thế nên là đối phương nhận một trận thua đau trước EB thôi. Rất nhiều những mảnh đồ lẻ được
rơi ra ở bãi quái, đó là gậy kiếm nước mắt rồi là đai máu. Cái nghèo nó vẫn đang vây hãm em Kiên, thế nên là cứ bắt được con tướng này thì cũng không còn tiền để mua con tướng khác. Hàng tanh thì toàn một sao nhưng vẫn tự tin là bỏ đi Poppy để sử dụng Lucian thay bạt cho Afe nữa. Bán Poppy lấy về 11 vàng, tiếp tục đốt vào cửa hàng để tìm kiếm những con tướng 2 sao ngon nghẻ hơn. Ezreal cũng không được trọng dụng khi con tướng này không chịu lớn, chỉ là thiếu nhi thôi. 5.1 và Revenge chưa lên 3, đối thủ phía bên kia phải đép máu rất tốt thì anh ta mới có một thanh máu dồi dào như vậy. Bùa xanh dành cho Kiona là cực kỳ đẹp rồi. Con tướng này vừa có áo choàng hừng đông, vừa có bùa xanh thì đương nhiên sẽ hack về rất nhiều những trang bị. Ngoài ra lượng sát thương nó gây ra thì chắc chắn không phải bàn cãi rồi. Kết hợp với Z là quá tốt. Xóa tiền tiếp nào để lấy về vàng trang trải cho cái đội hình này. Cạn tiền lên được đúng con bạt 2, vẫn cứ đen đen sao ấy nhở. Còn 7 máu nên không thể nào mà lì được. Ibiban hiểu được điều đó, thế nên là anh ta phải dùng Nico lên Kiona 2 sao. Ái chà, nhà này trông có vẻ ghê gớm nhờ. 6 chu ram nhưng tại sao siêu sao lại chỉ có được 2 đồ vậy? Akali 3 đồ thì bốc hơi bởi một cú quật đến từ Kiona rồi nó còn đang tàng hình và chơi quẩy ở giữa đội hình của đối phương luôn. Yasuo làm sao cơ? Động vào Kiona chị đại quật cho đi luôn. Đó là chiến thắng nguyên nhà. Ngon nhẻ, hack về được đồ là giáp, có được áo mặc luôn, giáp gai, dao điện, Zandum ra từ găng đạo tặc. Nhà Pan này run mắt tay đấy chứ. Nhưng Z và Kiona thì đều có áo choàng bóng tối, thế nên nó không sợ một con trinh đồ đẹp như thế kia đâu. Tất cả lực sát thương đang được đổ dồn vào và Pantheon không thể chịu được. Eco mò xuống làm choáng và Z xuất hiện tức thời để có thể chọc thẳng vào carry chính của đối phương. Một chiến thắng nữa và em Kiên thắp lên ngọn lửa rồi. Thiếu hiệu ứng giảm giáp thì vòng đi trận 5.4 cung cấp cái giáp vai nguyệt thần quá ngọt đầy ó, hay qua cơn bĩ cực thì lên được con giáp 2. Ôi giờ đủ rồi, tanh có, đam có, giảm hồi máu có, giảm giáp có, rung đùi top 1 thôi. Ôi giời ơi, định mệnh đưa anh em ta gặp nhau, nhặt đồ của em Kiên và bây giờ thì sự trở lại của EB1 với một đội hình mạnh hơn rất nhiều. Quái vật leo rank sẽ khiến cho một người kể cả là đại đế cũng sẽ phải chịu thua trong tình huống này. Vậy 4 máu thì chắc chắn là Sly ra lobby tìm trận mới. Gặp cái bóng của Revenge 3, thôi thôi, muội, lại được một pha xóa tiền, thêm lượng lợi tức lên level 10 nhưng lần này là bốc đồ cơ, nhà chưa đủ đồ hay sao, quá nhiều trang bị, out đồ tất cả những người chơi trong lobby rồi. 6.1 vẫn còn lại 5 người, EBE thì chuỗi thắng 7 và Lucian tự ra để lên 2 sao, chẳng cần phải nâng cấp gì nữa đâu. Trang bị cho Lucy là diệt khổng lồ nguồn đam thứ 3, không cần hurt steel nữa rồi, anh chàng này chắc là muốn thay Ylau vào vị trí của Seth. Người chơi nhiều máu nhất lobby đây ư, Yasuo đã đủ đồ, chứng tỏ là bài của anh ta cũng là khá khỏe, nhưng khỏe so với những người chơi khác thôi. Còn với EB1 thì cỏ lúa bằng nhau, một vàng 3 sao cũng đã hết giá trị của nó, Akali cũng không thể phụ giúp được hơn. Còn có hai nhà lên 10 cho nốt dịch để kích hai hệ bổ sung thêm sức mạnh với Ja. Cơ mà kích hai hệ sử dụng hai Ja thì lại không ngon bằng việc là chúng ta sử dụng ba Ja, nên là dịch cũng đã bị vứt bỏ để thay thế cho Bitfor. Trận đấu cuối cũng chỉ mang ý nghĩa thủ tục thôi nhờ, chứ cũng không có cửa dành cho đối thủ phía bên kia rồi. Anh ta hiểu được điều đó và tiến hành FF luôn. Tiếp tục là một trận đấu Exodia mãn nhãn từ Hustle nữa. Quá nhiều kiến thức bổ ích đến từ em Kiên. Đến với ván đấu thứ 5 là vòng đi chợ đầy đủ. Ui, đúng quá tàng ba bận luôn. Hai trận là hớt tiêu thì trận này phải là vệ binh rồi. Con này tính ra đép cũng ngon mà, nhưng tại vì em Kiên đang đủ 10 vàng nên không muốn bắt nó về. Đẹp luôn, đang để ốp la đép quái một mình và tích được 10 vàng sớm, lại có chiếc lõi AFK. Thôi thì anh em cứ đi lấy cốc nước đi rồi quay lại. Đi ngủ một chút cũng khiến cho em Kiên bị hơi lú một chút hay sao ấy. Ra sớm ở vòng đi chợ nhưng cứ đi quanh quanh thôi, không biết nhặt về gì cả. Cứ phân vân cái này cái kia, toàn để người ra sau người ta lút hết mất. Cuối cùng đó là hai mảnh trang bị đối thủ. Lu 5 sau 3 máu đánh đổi lại là một lượng kinh tế khổng lồ, level 5 với 50 vàng. Bãi quái trả về giọt nước mắt, sau đó là găng đấu tập up 6 với 58 vàng. Tuy nhiên với đội hình này thì khả năng là thua rất đau. Ở đây có siêu sao Zac EDM, Poppy là vị tướng 4 vàng xuất hiện sớm. Hợp lý đấy chứ nhở, bởi vì Zac cầm đồ được, kết hợp với Poppy là cũng có cả siêu quẩy nữa. Để đồ cho Zac là găng công lý cộng với quyền năng chắc chắn là đẹp nhất rồi. Còn dư cái giáp vai nguyệt thần, vòng đi chợ đủ đầy thì chắc chắn là không cần hớt sở tiêu, chúng ta vẫn có thể đủ trang bị dành cho Z và Ezreal. Đương nhiên rồi, đội hình top 1 TS tội gì chúng ta không chơi chứ. Không đánh reroll thì bỏ qua chiếc lõi đầu tiên thôi, uống nước nhớ nguồn cũng không ngon. Tôi nghĩ là đổi lại hết rồi, quá lớn để sụp đổ. Ibian chọn luôn mà không cần đổi lại chiếc lõi đầu tiên. Khúc này là đang hơi khó hiểu về quyết định của EB. Có thể sẽ là một bài là đấu sĩ Z EDM chăng. Găng và gậy được nhặt về ở vòng đi chợ khi kiếm đã bị một người chơi khác lấy mất trước đó. Trở về nhà với cấp độ 7 thì Lux EDM xuất hiện và anh chàng này bắt về để đép tạ. Tự dưng tôi lại nhớ ra một cái giáo án mà tôi đã từng đăng tải trên kênh, đó là Lux đấu sĩ. Cơ mà con tướng này EB1 từng chê là yếu và không nên động vào mà. Chắc vẫn là dừng ở mức đép tạm thôi. Sau đó thì lên 8 xoay tinh anh. Nhưng mà ở đây thì tôi yêu luôn crit phép rồi. Điều đó
đồng nghĩa với việc có thể EB1 sẽ sử dụng Lux làm con tướng carry luôn. Đối thủ phía bên kia là Katarina đang cầm đồ hộ Ezreal nên không phải lắng lo về sức mạnh của vị tướng này. Một phát bắn quá đau đến từ cầu vòng tối thượng, Lux khiến cho đội hình của đối phương mỗi con còn lại lấm chấm máu, và công việc dọn dẹp của những con tướng đấu sĩ là quá đơn giản. Mọi thứ càng rõ ràng hơn khi anh chàng này reroll ở level 7 không up cấp, và đó là 6 con Lux cộng với Zac 2 rồi. Một turn roll có thể nói là thành công trong bãi quái. Bãi quái trả về hai cặp đồ trùng, kiếm BF cộng với đai máu. Đồ tanh có luôn, trang bị còn lại chắc là sẽ dành cho Z thôi. Hurt Steel chưa xoay bài thì chưa phải đáng sợ, kể cả có được Ezreal với ba đồ như thế kia, chỉ cần lắc dọi vào thì đó sẽ là một tia laser chết chóc. Với cầu vòng tối thượng thì không ngắn ngẩm một vị tướng nào ở khoảng cách này cả. Bắn là cực kỳ đau, và với 4 EDM thì tốc độ ra chiêu cũng nhanh, thậm chí hãy để ý đi, EBN còn nhốt con rắc lại bởi vì đây là một vị tướng yếu ớt. Nếu để lên bên trên thì khả năng nó sẽ bị ao gục và đâu đó mất đi một nguồn đam đến từ cầu vòng tối thượng khi được kích hoạt bởi hệ tộc này. Dọn dẹp bàn là khỏi phải nghĩ, kể cả bạn có xếp carry đứng ở góc nào đi chăng nữa. Ba loại công nghệ cuối cùng khi đánh lắc thì có thể sẽ là những chiếc lõi mang thiên hướng phòng thủ. Ở đây thì có văn bia cảm hứng, tuy nhiên nó lại không phù hợp với lắc. Đổi lại hết thì chẳng có chiếc lõi nào thực sự là quá ngon cả. Lắc thì đâu cần tốc đánh đâu, thế nên có lẽ mầm bệnh là chiếc lõi duy nhất có thể lấy về để giúp cho con tướng này hay một vài những con tướng phụ đam khác trong đội hình này hạ gục được hàng tanh, những con tướng trâu bò của đối phương một cách nhanh chóng. Vẫn tiếp tục trong quá trình reroll, lắc ra đến con thứ 7. 4 trận thắng rồi, thiếu hai con nữa thôi, không roll nốt lên 3 sao đi. Tiếc quá cho một cái win trick khi EB1 lại để thua ở turn này. Được đi chợ và nhặt về dịch là ngon nha. Thay cho bạt vừa là nguồn đam vừa có thể mang hiệu ứng của tuyệt sắc chia đều hơn nhiều những con tướng của đối thủ. EB1 cho rằng Lux không cần đồ hồi mana, thế nên con tướng này cứ full đồ đam mà đóng. Nhưng mà chơi đội hình này nhiều nên tôi cũng hiểu Lux cực kỳ sợ Yone, bởi vì rất khó để sốc đam một vị tướng lì đòn như thế này. Nhưng Yone phía bên kia chưa có quyền năng nên câu chuyện nó lại là khác. Không có quyền năng thì không sợ lắm đâu. Sát thương được đổ dồn vào là rất nhiều, những tia laser liên tục được dọi qua. Anh trai của Yasuo đang bị cầm chân bởi giáp, một con tướng 2 sao cầm đồ tanh là nhiều. Những phát bắn tiếp theo, Yone còn cho mình một chấm máu. Con tướng này đang cố gắng thở và nó thở thành công, hồi máu quá tốt và mang về chiến thắng dành cho đối phương. Lắc ra đến con thứ 8 ở vòng 4.6 và Seth cũng đã xuất hiện cùng. Đây là một trong những vị tướng chúng ta hoàn toàn có thể roll kèm, bởi vì Seth lên 3 sao thì tanh cực kỳ khỏe. Còn lại 33 vàng thì thoải mái để tìm kiếm một con tướng một phiên bản copy, và Lắc cũng đã chịu tiến hóa. Xếp bài né lốc đỉnh cao đến từ top 3 thế giới khi mà để lắc dính luôn vào cây lốc của nhà người ta. Nãy thì Ezreal 1 lắc 2, bây giờ Ezreal 2 thì lắc 3. Đương nhiên cả hai đều có những sự tính toán và update đội hình. Lắc bây giờ mới được chơi sau 5 giây, lượng máu đã bị mất đi là kha khá, nhưng găng công lý có thể hồi phục lại. Câu chuyện là Zac đang đuối dần. Trong khi đó thì khỏe re đến từ vị trí của Poppy, con tướng này có găng công lý có được cho mình thêm cả giáp máu nữa, cực kỳ là Lidon, và đang dùng cây búa của mình để bổ thẳng vào tiểu thư Demacia. Có thêm một trận thua nữa là EB1. Bại quái cuối cùng trả về giáp lưới và gậy quá khổ, kèm theo một giọt nước mắt. Rất nhiều trang bị phép gây sát thương hoàn toàn có thể cho Zeke phụ đam, mở đe rèn và build lại đồ cho carry. Với Lux siêu sao thì bản thân nó đã có thể chí mạng được rồi, đây là nội tại của siêu sao, thế nên đó sẽ là quyền trượng diệt khổng lồ cộng với găng công lý. Chọn về mảnh gậy ở đe rèn để có thể hướng tới một cái giáp lửa cộng với găng bảo thạch dành cho Zac luôn luôn bị nhốt ở bên trong. Với việc luôn luôn bị nhốt như thế này thì đó sẽ là một nguồn đam chất lượng với tia laser được bắn ra. Đủ tiền để up level 8 rồi, Z sẽ là con tướng được bổ sung vào, và 5 EDM được kích hoạt cũng là cái mốc cao nhất của hệ tộc này. Hai áo choàng bóng tối là sự chuẩn bị quá kỹ càng của đối thủ phía bên kia, với một con Z đồ đẹp với mid 4 đang câu kéo những lần ulti đến từ Lux, đương nhiên sẽ là lợi thế để giúp cho Z có thể nhanh chóng clear đi hàng tanh. Nhưng con giáp của nhà EB1 vẫn đang quá trâu, vẫn đang gây ra nhiều hiệu khống chế khó chịu với đòn đẩy bật của mình. Một khoảng thời gian vàng được Z câu kéo đã giúp cho Lux có thể dễ dàng báo máu đi chúa tể bóng tối phía bên kia và chiến thắng dành cho EB. Lần này né được lốc rồi nha, nhưng không phải vì thế mà chủ quan, bởi vì bài của đối phương không hề yếu một chút nào cả. Cùng ánh sáng hoàn toàn có thể dứt điểm đi carry của EB, nhưng có vẻ như Lux là con tướng cao tay hơn khi liên tiếp sấy thẳng cầu vòng tối thượng vào vị trí của Ezreal. Nhà thám hiểm bốc hơi như chưa từng tồn tại ở trên sân đấu này. Mất đi Ezreal thì đối phương như rắn mất đầu rồi và chấp nhận với một trận thua thôi. Poppy lần này không còn có thể gồng gánh team được nữa. Đó là một pha kết liễu rất đẹp từ những con tướng EDM. Bắn bình thường đã đau, bây giờ EB còn bổ sung thêm cái nỏ sét này nữa thì đúng là đau đầu. Cẩn thận bo góc cho Senna bằng một cái cọc, nhưng đứng ở vị trí này thì với Lux, Senna vẫn là con tướng xa nhất, thậm chí là cái cọc cũng đã nhảy lên trên rồi. Phát bắn đầu tiên lấy đi nửa cây máu, còn phát bắn tiếp theo thì sao, chắc chắn sẽ không còn tồn tại trên sân là vợ của anh Lucian. Cả nhà cả cửa nuôi được con carry bị con Lux này nó sấy cho bốc hơi luôn, nó có cay không chứ, sếp cũng khó mà có thể né được.
Ây cha, nhà này có vẻ counter được nha, đến hai con Akali cơ mà. Đương nhiên, Lux sẽ là mục tiêu bị ám sát, nhưng Zack luôn đứng ở trong góc để đỡ đam dành cho carry. Phiên bản cầm huyết kiếm thì có lẽ không cần phải lo, nhưng đây là một con tướng ba đồ và có được vô cực, thế nên công chúa Demacia cần phải cẩn thận. Hai con Akali lao vào, một trong hai thì đã bốc hơi, còn lại phiên bản cầm huyết kiếm thì làm sao đủ đam để hạ gục đi Lux đây. Có găng công lý thì hồi phục lại là tốt thôi. Bắn để kết liễu đi những nguồn đam đến từ đối phương. Trơ trọi lại một con tướng chống chịu không có được sức phản kháng như thế này thì tiếp tục sẽ là chiến thắng và ngọn lửa được thắp lên trên nhà của EB1. Dezen chẳng có gì ngon cả và một trang bị phòng thủ sẽ hoàn toàn hợp lý khi mà Akali cứ bay vào và tấn công con rắc ở trong góc. Đủ tiền để up luôn level 9 thêm thắt vào trong sân những con tướng quan trọng. Và ở đây thì với chiếc lõi thứ hai, EB1 đang muốn hướng tới một đội hình gồm nhiều đấu sĩ. Anh ta check bài cẩn thận, khóa lại cửa hàng với ý đồ lên rắc 3 sao à, được quá nhờ. Đây rồi, một form đội hình quen thuộc được coi là mạnh nhất tier S luôn, đó là Z cộng với Ezreal khi đi lên từ Hurtsville. Tuy nhiên con Ezreal phía bên kia thì không có nhiều trang bị gây sát thương, đó chỉ là bùa đỏ để giảm đi lượng hồi máu thôi. Z mới là mũi nhọn cần phải lưu ý, và lượng sát thương đầu ra của con tướng này đã hạ gục rất nhiều những vị tướng chống chịu rồi. Lắc đang sơ hở nha, Z thành công hạ gục đi Zack và tiến vào. Con carry của EB1 gặp nguy hiểm, nó bốc hơi và Z quay lại để hạ gục nốt vị trí của Zack. Đúng là top 1 tier S có khác, lính cứu hỏa phía bên kia dập đi ngọn lửa của EB1. Roll để tìm kiếm Illaoi, nhưng ở đây mới chỉ có được Olaf thôi. Thật là buồn cười khi mà chúng ta roll ở level 9 lại lên được một tướng 1 tiền 2 sao thay vì một con Illao không thể xuất hiện tại cửa hàng. Người chơi thấp máu nhất thì gặp bóng, trong khi đó thì EB1 sẽ đối đầu với một con Jorik 2 sao đến từ đối thủ này. Nhưng anh chàng này cũng đâu có đỏ đâu, ca thớt đồ đẹp thật đấy, nhưng mới chỉ 1 sao. Akali bay vào nhưng đương nhiên bị con Zack hút hết đam và Lux vẫn an toàn được chơi. Lần thứ hai Akali bay tới thì đương nhiên Lux sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị hạ gục trong tình huống này, và đó là pha ulti tốt đến từ con tướng carry phía bên kia. Cơ mà vị tướng sát thủ cũng đã phải nằm xuống. Không sao cả, đối phương vẫn còn Jorik. Con tướng này hoàn toàn có thể đủ lực để dọn dẹp những gì còn lại với huyết kiếm, giáp gai và giáp máu. EBE sẽ để thua trong tình huống này, nhưng với 17 máu, một chết là chưa thể khiến EBE phải dừng lại cuộc chơi. Đây rồi, vòng đi chợ cứu em Kiên, có y lao rồi. 6 đô sĩ sẽ là một mức chống chịu cực kỳ trâu bò và kích hoạt tối đa cái nội tại của chiếc lõi thứ hai. Tháo đồ trên rắc và build lại trang bị khi Z đã lên 2, vẫn cứ tuân thủ quy tắc nhốt tướng lại để lấy những cái nguồn đam này. Và đây là một tên gặp bóng. Chiến thắng được bóng, kẻ thù cuối cùng là Pentakill, và bây giờ anh ta lên được ca thớt 2 sao. Có y lao thì cũng hút được một chút ulti đến từ con ca thớt kia. Đứng là mục tiêu xa nhất là những con tướng góc trái khi EB1 xếp lắc lên cao, thế nên ca thớt vẫn sẽ được chơi. Akali đã dọn dẹp xúc tu nhưng vẫn chưa đánh dấu phi tiêu nên người Lux, và xếp ở vị trí này thì đúng thực sự EB1 đã tính toán quá tốt để Lux được chơi game từ đầu đến cuối. Nhưng khi bàn cờ đã vơi đi nhiều chết thì cuối cùng lưỡi dao đến từ sát thủ phía bên kia đã kết liễu đi được con tướng chủ lực của EB1. Bây giờ thì Akali cùng với con tướng nào đó đang hợp lực lại đánh Zack, nhưng đó là một pha ulti quá tốt đến từ vũ khí bí mật. Một con Zack cao su hai tay nhớp nháp có thể clear đi hai mục tiêu một lúc, và EB1 lại top 1 trong trận đấu này. Một phong độ phải nói là quá hủy diệt. Reroll có, 4 vàng có, Exodia có. Vậy thì ván đấu cuối cùng EB1 sẽ mang tới gì đây? Mà công nhận là người đánh hay thì người ta hay hên anh em nhở. Game mới update là 4 lõi hay sao ấy, nhưng mà hình như tôi với anh em chơi phiên bản cũ là có mỗi 3 lõi thôi. Ván đấu cuối cùng khởi đầu với những nâng cấp bậc bạc, và trước đó thì Olaf tình anh đấu sĩ đã được bắt về. Vé bạc chắc chắn là phế rồi, trẻ khỏe tự do nếu như bài đủ khỏe thì hoàn toàn có thể lấy. Bài này đánh win được nên Makazon còn lâu mới được kích hoạt. Ô, nhưng mà roll lại cả trẻ khỏe luôn, và cuối cùng kho báu sắt được lấy về để thêm được một mảnh trang bị. Cầu không gian trả về cái Dezen của On, nhưng không có một trang bị nào trông có vẻ ngon nghẻ dành cho Olaf cả. Trong lúc những con tướng đang combat thì EB1 lấy về một cái thanh kiếm Mana Gen, và chắc chắn với thanh kiếm này anh ta sẽ hướng tới đội hình Ezreal và Z thôi, bởi vô cực với giáp vai nguyên thần cũng đã được tối ưu sau đó. Đấy, đồ thì đã như vậy rồi, xong người tân sau ra luôn hết skill lại bảo không đánh đội hình đó đi. Caro đến vòng đi chợ nhặt được thêm một mảnh kiếm nữa, lại là huyết kiếm thôi. Vẫn cứ là cái công thức quen thuộc, đó là cần phải check bài trước khi nâng tầm. Quái trả về thêm kiếm nữa này, toàn là trang bị gây sát thương thôi, hơi nhiều đấy. Một mảnh giáp đi kèm thì nó lại thành đẹp, áo choàng bóng tối chứ còn gì nữa. Lại là lõi bạc thì không thể yêu cầu và đòi hỏi quá nhiều ở sự ngon nghẻ. Đúng là những chiếc lõi được đổi lại thì đều không ngon, nhưng EB1 đang muốn hướng tới xuất sắc vô tận. Ừ, đúng là như vậy rồi. Anh ta lên cấp 6. Sau khi check bài cẩn thận thì sử dụng lượt roll ở vòng này, roll 6 để tìm kiếm siêu sao. Có lẽ trong đầu anh ta đang muốn hướng tới một siêu sao Hustle hay chăng đây. Kế hoạch phá sản đổ bể rồi, không ra một con siêu sao nào. Ezreal cũng không có với tỷ lệ là 5%. Tiếp tục
tục thua đến vòng đi chợ sau đó và nhặt về Poppy cầm váy. Trận này ít máu hơn mấy trận trước nên phải nổ hũ sớm và để xem nó trả về gì sau khi xoát tiền. Ôi thôi xong, một cái cọc với cốc sức mạnh cúc luôn, khó thực sự luôn. Bây giờ thì em Kiên phải xoay sở như nào mà top 1 được thì đúng là đỉnh đây này. Bắt về Johnny cùng nhiệt khi có được Kiana và anh chàng này cho vào trong sân để đép tạm cùng với Viego. Đép đến bãi sói, nhận về một đai máu, một gậy. Nước mắt là mảnh trang bị được trả về đến từ cổng không gian. Giờ mà lên 8 luôn thì hơi nghèo nên trận này em Kiên cứ bình tĩnh. Những tình huống swap tướng nhẹ để mang lại sự hiệu quả cho sức mạnh đội hình và đép máu thôi. Quỷ thư được tối ưu để giảm hồi máu. 4.2 và trước đó chưa có lõi combat, thế nên đây là turn cần bổ sung. Độc sức sĩ là ngon nếu mua hương tới Z. Trong khi đó thì cầu hồi phục cũng là một chiếc lõi khá ổn. Cơ mà ở đây EV1 quyết định lấy về kiếm BF, tức là chơi theo kiểu dồn đam sốc sát thương lấy công bù thủ luôn mà. 8 và tìm kiếm tinh anh thôi. Những vị tướng 3 tiền chắc chắn sẽ được bỏ qua. Form Ezreal với Z thì chắc từ nãy tới giờ anh em xem cũng thuộc luôn rồi. Ở đây thì rất may những đồng tiền gần như cuối cùng thì Z siêu sao cũng đã xuất hiện. Biến thể cuồng nhiệt cộng với Johnny là vừa đẹp mốc 4, có thêm cả Zik ở đây để tí kẹp thêm Ja thì kích được quá nhiều hệ rồi còn gì nữa. Nhưng ở đây thì có vẻ như EV1 đang muốn hướng tới 3 EDM, còn trang bị thì đã được tính toán từ trước với thanh kiếm cho Ezreal và những trang bị như huyết kiếm và áo choàng là những trang bị core dành cho Z. Có vẻ đang dư vị trí của Sante thì mid 4 sẽ là con tướng kích tay to mặt lớn. Xoay cho một turn một form bài như vậy là cũng khá ổn rồi. Tuy nhiên gặp một người chơi không phải là yếu với một con Carthus đồ cực kỳ đẹp nha. Z cộng với Ezreal hay Lux những con tướng có thể gây sát thương cần phải làm nhanh đi tuyến phòng thủ của đối phương trước khi Carthus ulti lần thứ hai. Nhưng Kiona nhanh chóng chớp thời cơ với cú quật của mình để hạ gục đi linh hồn bất tử và chiến thắng dành cho IB. Gặp luôn một đội hình mà bản thân đã sử dụng để top 1, đó là Lulu, nhưng con tướng này chưa có đồ gây sát thương, thế nên đâu đó vẫn cứ là yên tâm dành cho Z. Có chăng nó sẽ bị hóa thú thôi, áo choàng bóng tối có lẽ là biến mất rồi. Ezreal bắn cây cung ánh sáng nhưng chưa quá đau. Z vẫn đang phi tân để tìm kiếm những mục tiêu và khát máu nhưng nó bị hạ gục mất rồi. Cầm chân được Lulu một lúc, Echo vẫn đang tiến lên mặc dù là Echo 1 nhưng chống chịu là rất trâu. Cầu vòng tối tượng của Lux không gây ra được quá nhiều sát thương. IB lại nhận một trận thua rồi. Lần này đi chợ anh ta đã chọn Zik với cái găng bởi vì có lẽ ở nhà đang dư kiếm và thêm trang bị gây sát thương cho Ezreal. Xóa tiền đi, xin tí tiền để nâng cấp đội hình lên 2 sao đi và nó trả về thêm găng. Đó sẽ là vô cực và găng công lý cho Ezreal ở tuyến dưới. Vậy có lẽ là lượng trang bị đẹp rồi. Bây giờ câu chuyện là nó cần lên 2 sao nữa thôi. Tuy nhiên còn chưa có đôi thông thì hy vọng lên 2 sao là khó. Bạt ở đâu thì còn chưa xuất hiện cơ. Những con sói hoang trả về nước mắt kiếm BF và còn có cả một cái sách chọn ấn ở đây. Bạt cuối cùng cũng đã xuất hiện. Mở sách chọn ấn. Ấn cuồng nhiệt mà lên mốc 6 thì con Z kia có phải thực sự là một lượng sát thương quá là khổng lồ không? Nhưng EB1 lại một hướng tới Ja cơ. Ja cũng là lựa chọn tuyệt vời bởi vì Ja được buff khá là nhiều và lên mốc 3 và mốc 4 thì đội hình thực sự là quá nhiều đam và máu cũng dày bịch. Quyết định đã được đưa ra rồi, thế nên anh chàng này roll và có cả Lucy ở đây à. 4 Ja là có thật này. Zack đã 2 sao thì yên tâm cho vị trí chống chịu rồi. Còn bây giờ thì mở cái đe rèn thần thoại và tam hợp kiếm là thứ được lấy về cho Kiana. Những trang bị còn lại thì đương nhiên tối ưu phòng thủ dành cho Zack và thêm cả huyết kiếm cho Kiana nữa. Bây giờ thì đam có, phòng thủ có, sát thương có cả hiệu ứng giảm hồi máu cũng như là hiệu ứng giảm giáp. Tuy nhiên thì con Ezreal không được chơi game bởi vì nó một sao nên luôn luôn bị ca thớt dọi vào đầu. Không sao, vẫn còn Kiana, vẫn còn Z là lượng đam đề huề hoàn toàn có thể khóa lấp được. Nhảy đi đâu đây Vego ơi, một sao thì không làm nên trò trống gì đâu. Xóa tiền lần tiếp theo, lúc này thì Ezreal cũng đã xuất hiện lên 2 sao. Và câu chuyện là khi mà bạn đã có một bài như thế này thì nó sẽ là top 1 bởi vì đây là bài top 1 trong top những bài TS. Ê, nhưng mà tôi nhận ra ông này spam Z à? Boy One Charm Z à? Ui rồi, giờ vẫn có người đánh Zack và lượng máu của anh ta cũng khá là ổn cho đến lúc này, chứng tỏ rằng Zack vẫn là một bài có thể đánh được vào top 4, nhưng có lẽ cũng chỉ là vào top 4 là hết cỡ thôi. Chứ đứng trước EB1 với đội hình này thì một mình bậc thầy vũ khí là không ăn thua. Ngọn lửa lại được cháy lại để giữ ấm cho EB1. Zack thiếu đồ và vương miện hoàn gia là mảnh ghép thích hợp ở vòng đi chặn 5.4. Cổng không gian trả về váy và cho đến lúc này thì EB cũng đã đủ vàng để update lên level 9 và đương nhiên bổ sung thêm Lucian. Đó sẽ là câu chuyện 4 già, rất nhiều máu, rất nhiều sát thương được cộng thêm. Bây giờ thì roll nốt số tiền còn lại để nâng cấp những đôi thông lên 2. Tuy nhiên thì cũng chưa ra được gì thêm. Tôi ưu luôn một cái ba tia cho Lucy. Một nguồn đam nữa chắc chắn mang tên Lucy ở hàng sau với cái dịch khổng lồ lấy về từ đe rèn. Mấy nhà Carthus trận này trông mạnh thật đấy, nhưng Carthus kiêng kỵ nhất là những đội hình clear nhanh bởi vì nó sẽ không kịp lên mana mà ulti khi mà đã sửa lại phiên bản 14.2. Ở đây thì khắc phục được vấn đề đó khi có Ilao 2 sao với giáp máu và huyết kiếm. Sát thương đến từ Z tạm thời đang bị chặn lại. Carthus ulti lần thứ 2 đã dọn dẹp được những con tướng ở hàng sau cộng với Akali nhưng nó cũng đã mất mạng dưới lưỡi kiếm đến từ Z rồi. Bây giờ thì chúa tể chỉ còn lại một mình cân ba trong tình huống này và Akali có giảm hồi máu và Yorick đang điên cuồng với cái đàn guitar thì đó là trận thua của EB1. Không sao, như tôi đã nói, đội hình này là đội hình không bị giới hạn về sức mạnh bởi vì cứ xóa tiền là bạn sẽ có lợi thế về trang bị rồi. Bán bỏ cả Lucy rồi bởi vì số tiền còn lại cũng không thể nào mà tìm được Lucian 2 sao, thay vào đó là Senna để kích nội tại
lại hào nhoáng, còn những cái ba tia kia thì có lẽ sẽ đập đi mà thôi. Trận đấu này sẽ đối đầu với ai đây? Tiếp tục là một nhà Penta nữa, nhưng đây chỉ mới là ca thớt một thì không phải lắng lo đâu. Vego sẽ phải gồng gánh đội hình này, nhưng tôi nghĩ là cũng chẳng gồng được mấy đâu. Z hay là Midfor hay là Kiana đều đã hợp lực để hạ gục đi Hắc Diệt Đế Vương, còn không tính tiền với ca thớt một sao. Còn lại một cái áo choàng có thể giúp được cho Zorix sống một mạng, nhưng một mạng là không đủ, đối phương để thua quá đau. Lại bán đi Senna khi đã thấy được Ilao ở trong cửa hàng. Nhà này mạnh thật đấy, nhưng mà đây chỉ là bóng thôi, thế nên mọi thứ khả năng là vẫn nhẹ nhàng để EB1 có thể vượt qua với 18 máu. Vòng đi chợ sau đó chỉ còn lại hai người, đồ thủ là thứ cần lấy về, nhưng anh chàng này lại lựa chọn căng công lý cơ. Không biết là sẽ dành nó cho ai khi Z, Kiana, Midfor hay là Edril đều full đồ rồi. Hết tiền và những đôi thông vẫn không được update, vẫn chỉ dừng lại ở mức đôi thông thôi. Bạt lên hai sao ý nghĩa gì đây? Đó là một pha đập đồ, rèn lại đồ thì bỗng nhiên Jone ba đồ sách giáo khoa và có thêm cả trang bị phòng thủ dành cho Seth nữa. Phải bán đi Ilao để lên bạt hai, bởi vì đây cũng là turn combat gần như cuối cùng rồi. Với 18 máu, EB1 mà thua ít thì vẫn chưa đi luôn. Đây là một người chơi mạnh với Zorix hai đồ không thể chê vào đâu được, và Akali đồ cũng tuyệt đẹp. Cá thớt ulti đương nhiên có xúc tu thì chê bớt đam ra, nhưng là đánh Jone thông minh quá, chém chết đi cá thớt trước rồi. Đúng là cho đồ vào tiến bộ hơn hẳn. Còn bây giờ thì đối phương cần phải chống chịu trước hàng ngàn nguồn sát thương, và đó là Zorix cộng với Akali phối hợp với nhau, sức cùng lực kiệt đến từ kẻ đào mộ, và hắn ta không thể nào mà chống chịu được nhiều hơn. Akali bay đi đâu đây, bay vào và bay ra thì cũng nằm xuống thôi mà. Và đó là chiến thắng và cái top 1 thứ 6 cho EB1 trong ngày đầu tiên của meta mới. Quá hủy diệt, quái vật leo danh, dị nhân Flake có lẽ là không hề quá một chút nào khi nói về anh chàng này. Ở số tiếp theo mình sẽ làm về VTT để xem anh ta đánh gì ở meta mới. Vậy nên đừng quên để lại cho video này một like nếu như yêu thích EB1 và muốn mình làm thêm nhiều video như thế này. Đừng quên là follow, bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.